Chào cả nhà, mình là Jamin. Cả nhà biết không, bây giờ cũng khá là muộn rồi. Có thể một số người bây giờ có thể là vẫn chưa ngủ, nhưng cũng có thể là một số người đã thức dậy rồi để bắt đầu một cái công việc và một cái ngành khởi động mới. Tại sao giờ này Jamin vẫn còn chưa ngủ? Thứ nhất, một phần cũng là do thói quen ngủ khá là muộn. Một phần khác nữa là do là khi có những cái trăn trở ấy, khi có những cái suy nghĩ mà mình chưa tìm được cái hướng giải quyết hay có những cái phương án tốt nhất ấy, thì tự dưng mình khi đêm xuống mà tức là mọi thứ nó đều lặng im, thì bản thân chúng ta sẽ có những cái phút giây nó giống như là cái sự gọi là tự kiểm điểm mình sau mỗi ngày kết thúc đó, thì tự nhiên cảm thấy nó không thoải mái, cảm thấy nó có nhiều cái ưu tư, cái suy nghĩ, cái phiền muộn và phiền lòng nữa, là tại sao mình vẫn chưa làm được cái điều mà mình muốn, mình mong, và mình vẫn chưa hoàn thành được cái điều mà mình nghĩ là mình sẽ có thể hoàn thành được mà đến giờ phút này mình vẫn chưa làm được. Đó là những cái thời điểm mà Zemin hay bị trằn trọc và khó thể chợp được mắt. Không biết mọi người ra làm sao, cả nhà như thế nào, nhưng đối với Zemin ý, thì có thể là Zen cũng là một cái người hay suy nghĩ, mà nhiều khi tự đưa mình vào những cái thế khó thế bí. Nhưng thực sự ra ấy, là khi mà chúng ta muốn trọn vẹn, khi mà chúng ta muốn sống một cuộc sống mà theo cái nghĩa của cái từ nó tròn ấy, nó trọn vẹn ấy, và nó phải thực sự là tích cực, phải thực sự là có nghĩa, có ý nghĩa đối với chúng ta, thì cái thời gian trôi qua 24 giờ trong một ngày không bao giờ là đủ. Cả nhà nghĩ sao về điều này? Có những người đã từng trải lòng và tâm sự với cả Jamie là cái thời gian để mà ngủ ấy, chị cảm thấy rất là tiếc, hoặc là anh cảm thấy rất là tiếc bởi vì nó quá là phí phạm. Cái thời gian đó anh có thể làm, hoặc là chị có thể làm được nhiều thứ. Hoặc là cũng có những người người ta chọn vào những cái thời điểm mà mọi người đi ngủ hết rồi nhưng mà người ta lại thức để người ta làm việc, hoặc là có những cái công việc đòi hỏi là phải làm vào cái giờ đó. Và có những người người ta chỉ chọn vào cái giờ đó để đi làm thôi, vì người ta nói rằng là kinh doanh vào giờ đó, bán hàng vào giờ đó, hay là chọn vào cái thời điểm đó trong ngày, thì cái mức trả thù cạn, cái mức mà người ta nhận được thù lao ấy, nó sẽ lớn hơn so với cái thời gian ban ngày, nhộn nhịp ban ngày. Nhưng có những người người ta lại không ngủ được, người ta dành trọn vẹn cả một buổi tối, một buổi đêm để người ta kiếm tiền, kiếm sống. Thực sự ra thì mỗi người sẽ chọn một cuộc sống khác nhau. Jamie không phán xét ở đây và cũng không bàn luận ở đây, nhưng Jamie muốn nói rằng là khi khi mà chúng ta đã nhận thức được rằng là cái thời gian mỗi ngày trôi qua đi cảm thấy tiếc nuối, cảm thấy có một cái gì đó, cảm thấy nó không đủ á, cảm thấy nó không đủ, nó chưa đủ đối với mình, và cảm thấy rằng là khi mình càng trưởng thành, khi mà mình càng ý thức được mỗi ngày mình được sống, mình được trải nghiệm, mỗi ngày trôi qua, nhìn thấy bình minh mỗi sớm mai, thậm chí là nhìn thấy hoàng hôn, thì lại cảm thấy nhiều cái tiếc nuối lắm, và cảm thấy cái thời gian ấy, nó như ngắn lại nhiều hơn, và cảm nhận rằng là thật sự là chúng ta vẫn còn đang lãng phí thời gian rất là nhiều. Không những là chúng ta lãng phí về thời gian mà chúng ta lãng phí về cả những phút giây chúng ta sống nữa. Bởi có thể trong vòng 24 giờ đấy, bạn trừ đi cái thời gian ngủ, ăn, sinh hoạt cá nhân, thì những cái thời gian còn lại và trong cái thời điểm nhạy cảm như thế này là những cái thời điểm người ta gọi là Corona Holiday á, thì chúng ta sẽ làm gì để không phí phạm, lãng phí bản thân nữa.
Đối với Lan Min thì có những cái đôi khi có những cái cảm xúc bên ngoài nó đưa đến cho mình ấy, mình cảm thấy nó làm cho mình nhiều khi nó bị như kiểu là bị không không còn nhập tâm được vào những cái mà mình đang theo đuổi nữa. Thời điểm này là cái thời điểm khá là nhạy cảm. Không biết là mọi người chi phí sinh hoạt mỗi ngày ra sao, rồi là bán hàng online thế nào, những người mà bán hàng online giống như Jamin ý, hay thậm chí là những người mà có những cái thu nhập đặc biệt hơn, họ từ xưa đến giờ có thể là họ không kiếm tiền, nhận cái tiền thù lao hàng tháng, mà họ kiếm tiền bằng những cái kiểu khoản thu nhập khác, thì không biết là những cái thời điểm này thì họ sống như thế nào. Đối với Jamin thì thật sự ra nếu như chúng ta sống một cách đơn giản, chúng ta suy nghĩ đơn giản nhưng lại sống trong một cái xã hội vô cùng không hề đơn giản, thì mọi thứ nó lại không hề đơn giản một chút nào cả. Có thể là bây giờ Jamin có những cảm xúc hơi bị lộn xộn và nói tâm tình hơi la ma một chút, nhưng Jamin muốn nói ở đây là trong những cái thời điểm nhạy cảm như thế này thì Jamin mới thấy rằng là cái bộ mặt thật thật sự của những cái con người mà từ trước đến giờ mà Jamin coi họ là bạn của mình, bạn theo đúng nghĩa từ bạn đó, thì lại có thể biểu hiện ra một cách rõ rệt nhất, biểu hiện ra một cách mà rõ nét nhất chỉ khi những lúc mà ta cảm thấy rằng là ta trong trong tình cảnh, một cái tình cảnh rất là bí bách, rất cần sự giúp đỡ. Giúp đỡ ở đây không có nghĩa là chỉ về mặt tinh thần, mà giúp đỡ về đây về cái mặt tích cực, về cả những cái mà chúng ta cần thật sự có một thật sự có một cái sự giúp đỡ thật sự. Đó là khi bạn cho ai đó mượn bạn một cái gì đó rất dễ dàng, nhưng đến khi bạn quên bẵng một thời gian, nhưng chỉ có điều là muốn cái người đó tự nguyện trả lại cho bạn thì không bao giờ. Nhưng đến khi bạn cần thật sự, bạn cần người đó, những cái người bạn đã từng mượn bạn, vay mượn bạn trước đây, thì nó giống như là cái bài ca muôn thuở ấy. Chắc là cả nhà sẽ biết rằng là rất là khó để lấy lại những cái gì mà chúng ta đã từng cho người khác vay mượn, mà những người đấy mà chúng ta nghĩ rằng là bạn. Và cái thời điểm mà có những cái thời điểm nhạy cảm mà Jamin muốn tâm sự với cả nhà một chút là ngay cả một xu cũng không có. Không biết ở đây cả nhà có tin không? Có những thời điểm mà Jamin không có nổi một xu để mà nạp cạc điện thoại thôi, chỉ đơn giản thế thôi. Muốn ai đó giúp đỡ mình 10k thôi, chỉ đơn giản là 10k thôi, có nghĩa là 10.000 ý, cũng rất 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 khó. Nếu như bạn không tin những gì Jamie nói, bạn chỉ cần là bạn nhắn tin cho một loạt những cái danh sách mà bạn coi họ là bạn của bạn đó, hoặc là những cái người mà họ cũng coi bạn là một cái gì đó quan trọng, bạn nói rằng là hiện tại là em cần anh hoặc chị hoặc như thế nào đấy, bắn cho em 10k, 20k chẳng hạn, ví dụ như thế, xem họ trả lời bạn như thế nào nhá, là có thể hiểu được ngay cái tấm lòng của họ dành cho bạn. Có thể lúc trước bạn giúp họ rất nhiều, bạn không nghĩ tới rằng là họ sẽ phải mang ơn hay trả ơn cho bạn, nhưng đến khi bạn cần một ai đó giúp đỡ thật sự thì lúc này mới là cả một vấn đề. Và Jamie lại càng thấm thía cái câu như thế này này: trong cuộc đời này không hề có một bữa ăn nào miễn phí, ngay cả dù là nhỏ nhất chỉ là 10k mà thôi. Chúc cả nhà ngủ ngon và cũng chào một ngày mới an lành, thật là an lành nha. Bye bye cả nhà.